Kiều Thi Ca, Pháp của Đại Bồ Tát chỉ là giả danh, quả vị giác ngộ cao tột chỉ là giả danh. Giả danh ấy chẳng lìa Pháp tánh, cụ thọ thiện hiện chẳng hoại giả danh của Pháp Đại Bồ Tát vân vân ấy, mà nói Pháp tánh của Pháp Đại Bồ Tát vân vân. Vì sao? Vì Pháp tánh của Pháp Đại Bồ Tát vân vân là không hoại, không hoại. Vì vậy nên điều thiện hiện đã nói cũng không hoại, không hoại. Kiều Thi Ca, Thanh Văn thừa chỉ là giả danh, Độc Giác thừa, Vô Thượng thừa chỉ là giả danh. Giả danh ấy chẳng lìa Pháp tánh, cụ thọ thiện hiện chẳng hoại giả danh của Thanh Văn thừa vân vân ấy, mà nói Pháp tánh của Thanh Văn thừa vân vân. Vì sao? Vì Pháp tánh của Thanh Văn thừa vân vân là không hoại, không hoại. Vì vậy nên điều thiện hiện đã nói cũng không hoại, không hoại. Kiều Thi Ca, cụ thọ thiện hiện đối với những Pháp ấy chẳng hoại giả danh mà nói Pháp tánh. Cụ thọ thiện hiện nói với Đế Thích. Kiều Thi Ca, đúng vậy, như lời Phật dạy, các Pháp sở hữu đều là giả danh. Kiều Thi Ca, Đại Bồ Tát biết tất cả Pháp là giả danh rồi, nên học Bát Nhã, Ba La, Mật Đa. Kiều Thi Ca, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng học nơi sắc, chẳng học nơi thọ tưởng hành thức. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Đại Bồ Tát ấy chẳng thấy trong sắc có cái để học, chẳng thấy trong thọ tưởng hành thức có cái để học. Kiều Thi Ca, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng học nơi nhãn xứ, chẳng học nơi nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Đại Bồ Tát ấy chẳng thấy trong nhãn xứ có cái để học, chẳng thấy trong nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ có cái để học. Kiều Thi Ca, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng học nơi sắc xứ, chẳng học nơi thanh hương vị xúc pháp xứ. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Đại Bồ Tát ấy chẳng thấy trong sắc xứ có cái để học, chẳng thấy trong thanh hương vị xúc pháp xứ có cái để học. Kiều Thi Ca, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng học nơi nhãn giới, chẳng học nơi sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Đại Bồ Tát ấy chẳng thấy trong nhãn giới có cái để học, chẳng thấy trong sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có cái để học. Kiều Thi Ca, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng học nơi nhĩ giới, chẳng học nơi thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Đại Bồ Tát ấy chẳng thấy trong nhĩ giới có cái để học, chẳng thấy trong thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có cái để học. Kiều Thi Ca, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng học nơi tĩ giới, chẳng học nơi hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc, cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Đại Bồ Tát ấy chẳng thấy trong tĩ giới có cái để học, chẳng thấy trong hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra có cái để học. Kiều Thi Ca, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng học nơi thiệt giới, chẳng học nơi vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Đại Bồ Tát ấy chẳng thấy trong thiệt giới có cái để học, chẳng thấy trong vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có cái để học. Kiều Thi Ca, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng học nơi thân giới, chẳng học nơi xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Đại Bồ Tát ấy chẳng thấy trong thân giới có cái để học, chẳng thấy trong xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có cái để học. Kiều Thi Ca, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng học nơi ý giới, chẳng học nơi pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Đại Bồ Tát ấy chẳng thấy trong ý giới có cái để học, chẳng thấy trong pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra có cái để học. Kiều Thi Ca, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng học nơi địa giới, chẳng học nơi thủy hỏa phong không thức giới. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Đại Bồ Tát ấy chẳng thấy trong địa giới có cái để học, chẳng thấy trong thủy hỏa phong không thức giới có cái để học. Kiều Thi Ca, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng học nơi Thánh Đế khổ, chẳng học nơi Thánh Đế tập diệt đạo. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Đại Bồ Tát ấy chẳng thấy trong Thánh Đế khổ có cái để học, chẳng thấy trong Thánh Đế tập diệt đạo có cái để học. Kiều Thi Ca, khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng học nơi vô minh, chẳng học nơi hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, ưu não. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Đại Bồ Tát ấy chẳng thấy trong vô minh có cái để học, chẳng thấy trong hành cho đến lão tử, sầu, than khổ, ưu não có cái để học. Kiều Thi Ca khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng học nơi cái không nội, chẳng học nơi cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì Đại Bồ Tát ấy chẳng thấy trong cái không nội có cái để học, chẳng thấy trong cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh có cái để học. Kiều Thi Ca khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng học nơi chân như, chẳng học nơi pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, chỉ là giả. Vì sao? Kiều Thi Ca vì Đại Bồ Tát ấy chẳng thấy trong chân như có cái để học, chẳng thấy trong pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ có cái để học. Kiều Thi Ca khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng học nơi bố thí ba la mật đa, chẳng học nơi tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Kiều Thi Ca vì Đại Bồ Tát ấy chẳng thấy trong bố thí ba la mật đa có cái để học, chẳng thấy trong tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa có cái để học. Kiều Thi Ca khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng học nơi bốn tịnh lự, chẳng học nơi bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì sao? Kiều Thi Ca vì Đại Bồ Tát ấy chẳng thấy trong bốn tịnh lự có cái để học, chẳng thấy trong bốn vô lượng, bốn định vô sắc có cái để học. Kiều Thi Ca khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng học nơi tám giải thoát, chẳng học nơi tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ. Vì sao? Kiều Thi Ca vì Đại Bồ Tát ấy chẳng thấy trong tám giải thoát có cái để học, chẳng thấy trong tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ có cái để học. Kiều Thi Ca khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng học nơi bốn niệm trụ, chẳng học nơi bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo. Vì sao? Kiều Thi Ca vì Đại Bồ Tát ấy chẳng thấy trong bốn niệm trụ có cái để học, chẳng thấy trong bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo có cái để học. Kiều Thi Ca khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng học nơi pháp môn giải thoát không, chẳng học nơi pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Vì sao? Kiều Thi Ca vì Đại Bồ Tát ấy chẳng thấy trong pháp môn giải thoát không có cái để học, chẳng thấy trong pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có cái để học. Kiều Thi Ca khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng học nơi 5 loại mắt, chẳng học nơi 6 phép thần thông. Vì sao? Kiều Thi Ca vì Đại Bồ Tát ấy chẳng thấy trong 5 loại mắt có cái để học, chẳng thấy trong 6 phép thần thông có cái để học. Kiều Thi Ca khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng học nơi 10 lực của Phật, chẳng học nơi 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì sao? Kiều Thi Ca vì Đại Bồ Tát ấy chẳng thấy trong 10 lực của Phật có cái để học, chẳng thấy trong 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng có cái để học. Kiều Thi Ca khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng học nơi pháp không quên mất, chẳng học nơi tánh luôn luôn xả. Vì sao? Kiều Thi Ca vì Đại Bồ Tát ấy chẳng thấy trong pháp không quên mất có cái để học, chẳng thấy trong tánh luôn luôn xả có cái để học. Kiều Thi Ca khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng học nơi trí nhất thiết, chẳng học nơi trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Kiều Thi Ca vì Đại Bồ Tát ấy chẳng thấy trong trí nhất thiết có cái để học, chẳng thấy trong trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có cái để học. Kiều Thi Ca khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng học nơi tất cả pháp môn Đà La Ni, chẳng học nơi tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Vì sao? Kiều Thi Ca vì Đại Bồ Tát ấy chẳng thấy trong tất cả pháp môn Đà La Ni có cái để học, chẳng thấy trong tất cả pháp môn Tam Ma Địa có cái để học. Kiều Thi Ca khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng học nơi Dự Lưu, chẳng học nơi Nhất Lai, Bất Hoàn, A La Hán. Vì sao? Kiều Thi Ca vì Đại Bồ Tát ấy chẳng thấy trong Dự Lưu có cái để học, chẳng thấy trong Nhất Lai, Bất Hoàn, A La Hán có cái để học. Kiều Thi Ca khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng học nơi Dự Lưu hướng, Dự Lưu quả, chẳng học nơi Nhất Lai hướng, Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng, Bất Hoàn quả, A La Hán hướng, A La Hán quả. Vì sao? Kiều Thi Ca vì Đại Bồ Tát ấy chẳng thấy trong dự lưu hướng dự lưu quả có cái để học, chẳng thấy trong nhất lai hướng nhất lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả có cái để học. Kiều Thi Ca khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng học nơi độc giác, chẳng học nơi độc giác hướng, độc giác quả. Vì sao? Kiều Thi Ca vì Đại Bồ Tát ấy chẳng thấy trong độc giác có cái để học, chẳng thấy trong độc giác hướng, độc giác quả có cái để học. Kiều Thi Ca khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng học nơi Đại Bồ Tát, chẳng học nơi Tam Miệu Tam Phật Đà. Vì sao? Kiều Thi Ca vì Đại Bồ Tát ấy chẳng thấy trong Đại Bồ Tát có cái để học, chẳng thấy trong Tam Miệu Tam Phật Đà có cái để học. Kiều Thi Ca khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng học nơi Pháp của Đại Bồ Tát, chẳng học nơi quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao? Kiều Thi Ca vì Đại Bồ Tát ấy chẳng thấy trong Pháp của Đại Bồ Tát có cái để học, chẳng thấy trong quả vị giác ngộ cao tột có cái để học. Kiều Thi Ca khi Đại Bồ Tát học như vậy, chẳng học nơi Thanh Văn Thừa, chẳng học nơi Độc Giác Thừa, Vô Thượng Thừa. Vì sao? Kiều Thi Ca vì Đại Bồ Tát ấy chẳng thấy trong Thanh Văn Thừa có cái để học, chẳng thấy trong Độc Giác Thừa, Vô Thượng Thừa có cái để học. Khi ấy trời Đế Thích hỏi Thiện Hiện: Bạch Đại Đức, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát chẳng thấy sắc, chẳng thấy thọ tưởng hành thức? Bạch Đại Đức, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát chẳng thấy nhãn xứ, chẳng thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ? Bạch Đại Đức, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát chẳng thấy sắc xứ, chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp xứ? Bạch Đại Đức, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát chẳng thấy nhãn giới, chẳng thấy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra? Bạch Đại Đức, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát chẳng thấy nhĩ giới, chẳng thấy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra? Bạch Đại Đức, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát chẳng thấy tĩ giới, chẳng thấy hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc, cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra? Bạch Đại Đức, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát chẳng thấy thiệt giới, chẳng thấy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra? Bạch Đại Đức, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát chẳng thấy thân giới, chẳng thấy xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra? Bạch Đại Đức, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát chẳng thấy ý giới, chẳng thấy pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra? Bạch Đại Đức, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát chẳng thấy địa giới, chẳng thấy thủy hỏa phong không thức giới? Bạch Đại Đức, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát chẳng thấy Thánh Đế khổ, chẳng thấy Thánh Đế tập diệt đạo? Bạch Đại Đức, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát chẳng thấy vô minh, chẳng thấy hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, ưu não? Bạch Đại Đức, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát chẳng thấy cái không nội, chẳng thấy cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh? Bạch Đại Đức, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát chẳng thấy trơn như, chẳng thấy pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì? Bạch Đại Đức, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát chẳng thấy bố thí ba la mật đa, chẳng thấy tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa? Bạch Đại Đức, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát chẳng thấy bốn tịnh lự, chẳng thấy bốn vô lượng, bốn định vô sắc? Bạch Đại Đức, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát chẳng thấy tám giải thoát, chẳng thấy tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ? Bạch Đại Đức, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát chẳng thấy bốn niệm trụ, chẳng thấy bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 5 căn, 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo? Bạch Đại Đức, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát chẳng thấy pháp môn giải thoát không, chẳng thấy pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện? Bạch Đại Đức, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát chẳng thấy 5 loại mắt, chẳng thấy 6 phép thần thông? Bạch Đại Đức, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát chẳng thấy 10 lực của Phật, chẳng thấy 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng? Bạch Đại Đức, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát chẳng thấy Pháp không quên mất, chẳng thấy tánh luôn luôn giả? Bạch Đại Đức, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát chẳng thấy trí nhất thiết, chẳng thấy trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng? Bạch Đại Đức, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát chẳng thấy tất cả pháp môn Đà La Ni, chẳng thấy tất cả pháp môn Tam Ma Địa? Bạch Đại Đức, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát chẳng thấy Dự Lưu, chẳng thấy Nhất Lai, Bất Hoàn, A La Hán? Bạch Đại Đức, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát chẳng thấy Dự Lưu hướng, Dự Lưu quả, chẳng thấy Nhất Lai hướng, Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng, Bất Hoàn quả, A La Hán hướng, A La Hán quả? Bạch Đại Đức, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát chẳng thấy độc giác, chẳng thấy độc giác hướng, độc giác quả? Bạch Đại Đức, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát chẳng thấy tam hiệu, tam Phật đà? Bạch Đại Đức, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát chẳng thấy pháp của Đại Bồ Tát, chẳng thấy quả vị giác ngộ cao tột? Bạch Đại Đức, vì duyên cớ gì mà Đại Bồ Tát chẳng thấy thanh văn thừa, chẳng thấy độc giác thừa, vô thượng thừa? Thiện Hiện đáp: Kiều Thi Ca, vì sắc và tánh của sắc là không, nên Đại Bồ Tát chẳng thấy sắc. Vì thọ tưởng hành thức và tánh của thọ tưởng hành thức là không, nên Đại Bồ Tát chẳng thấy thọ tưởng hành thức. Kiều Thi Ca, vì Đại Bồ Tát chẳng thấy sắc, nên chẳng học nơi sắc, chẳng thấy thọ tưởng hành thức, nên chẳng học nơi thọ tưởng hành thức. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì chẳng lẽ cái không của sắc thấy cái không của sắc, chẳng lẽ cái không của thọ tưởng hành thức thấy cái không của thọ tưởng hành thức? Kiều Thi Ca, vì chẳng lẽ cái không của sắc học ở cái không của sắc, chẳng lẽ cái không của thọ tưởng hành thức học ở cái không của thọ tưởng hành thức? Kiều Thi Ca, vì nhãn xứ và tánh của nhãn xứ là không, nên Đại Bồ Tát chẳng thấy nhãn xứ. Vì nhĩ tĩ thể thân ý xứ và tánh của nhĩ tĩ thể thân ý xứ là không, nên Đại Bồ Tát chẳng thấy nhĩ tĩ thể thân ý xứ. Kiều Thi Ca, vì Đại Bồ Tát chẳng thấy nhãn xứ nên chẳng học ở nhãn xứ, chẳng thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ nên chẳng học ở nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì chẳng lẽ cái không của nhãn xứ thấy cái không của nhãn xứ, chẳng lẽ cái không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ thấy cái không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ? Kiều Thi Ca, vì chẳng lẽ cái không của nhãn xứ học ở cái không của nhãn xứ, chẳng lẽ cái không của nhĩ tĩ thể thân ý xứ học cái không của nhĩ tĩ thể thân ý xứ? Kiều Thi Ca, vì sắc xứ và tánh của sắc xứ là không, nên Đại Bồ Tát chẳng thấy sắc xứ. Vì thanh hương vị xúc pháp xứ và tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ là không, nên Đại Bồ Tát chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp xứ. Kiều Thi Ca, vì Đại Bồ Tát chẳng thấy sắc xứ nên chẳng học ở sắc xứ, chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp xứ nên chẳng học ở thanh hương vị xúc pháp xứ. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì chẳng lẽ cái không của sắc xứ thấy cái không của sắc xứ, chẳng lẽ cái không của thanh hương vị xúc pháp xứ thấy cái không của thanh hương vị xúc pháp xứ? Kiều Thi Ca, vì chẳng lẽ cái không của sắc xứ học ở cái không của sắc xứ, chẳng lẽ cái không của thanh hương vị xúc pháp xứ học cái không của thanh hương vị xúc pháp xứ? Kiều Thi Ca, vì nhãn giới và tánh của nhãn giới là không, nên Đại Bồ Tát chẳng thấy nhãn giới. Vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, và tánh của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không, nên Đại Bồ Tát chẳng thấy sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Kiều Thi Ca, vì Đại Bồ Tát chẳng thấy nhãn giới nên chẳng học ở nhãn giới, chẳng thấy sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, nên chẳng học ở sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì chẳng lẽ cái không của nhãn giới thấy cái không của nhãn giới, chẳng lẽ cái không của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, thấy cái không của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Kiều Thi Ca, vì chẳng lẽ cái không của nhãn giới học ở cái không của nhãn giới, vì chẳng lẽ cái không của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, học cái không của sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Kiều Thi Ca, vì nhĩ giới và tánh của nhĩ giới là không, nên Đại Bồ Tát chẳng thấy nhĩ giới. Vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, và tánh của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra là không, nên Đại Bồ Tát chẳng thấy thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Kiều Thi Ca, vì Đại Bồ Tát chẳng thấy nhĩ giới nên chẳng học nơi nhĩ giới, chẳng thấy thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc Cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, nên chẳng học nơi thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Kiểu Thi Ca, vì chẳng lẽ cái không của nhĩ giới thấy cái không của nhĩ giới, vì chẳng lẽ cái không của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, thấy cái không của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Kiều Thi Ca, vì chẳng lẽ cái không của nhĩ giới học ở cái không của nhĩ giới, vì chẳng lẽ cái không của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, học ở cái không của thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Kiều Thi Ca, vì tĩ giới và tánh của tĩ giới là không, nên Đại Bồ Tát chẳng thấy tĩ giới. Vì hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra, và tánh của hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra là không, nên Đại Bồ Tát chẳng thấy hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra. Kiểu Thi Ca, vì Đại Bồ Tát chẳng thấy tĩ giới nên chẳng học ở tĩ giới, vì chẳng thấy hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra, nên chẳng học ở hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Kiểu Thi Ca, vì chẳng lẽ cái không của tĩ giới thấy cái không của tĩ giới, vì chẳng lẽ cái không của hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra, thấy cái không của hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra. Kiểu Thi Ca, vì chẳng lẽ cái không của tĩ giới học ở cái không của tĩ giới, vì chẳng lẽ cái không của hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra, học ở cái không của hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra. Kiều Thi Ca, vì thiệt giới và tánh của thiệt giới là không, nên Đại Bồ Tát chẳng thấy thiệt giới. Vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, và tánh của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là không, nên Đại Bồ Tát chẳng thấy vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Kiều Thi Ca, vì Đại Bồ Tát chẳng thấy thiệt giới nên chẳng học ở thiệt giới, chẳng thấy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, nên chẳng học ở vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Kiểu Thi Ca, vì chẳng lẽ cái không của thiệt giới thấy cái không của thiệt giới, vì chẳng lẽ cái không của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, thấy cái không của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra. Kiểu Thi Ca, vì chẳng lẽ cái không của thiệt giới học ở cái không của thiệt giới, vì chẳng lẽ cái không của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, học ở cái không của vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Kiểu Thi Ca, vì thân giới và tánh của thân giới là không, nên Đại Bồ Tát chẳng thấy thân giới. Vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, và tánh của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là không, nên Đại Bồ Tát chẳng thấy xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Kiều Thi Ca, vì Đại Bồ Tát chẳng thấy thân giới nên chẳng học ở thân giới, vì chẳng thấy xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, nên chẳng học ở xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Kiểu Thi Ca, vì chẳng lẽ cái không của thân giới thấy cái không của thân giới, vì chẳng lẽ cái không của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, thấy cái không của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Kiều Thi Ca, vì chẳng lẽ cái không của thân giới học ở cái không của thân giới, vì chẳng lẽ cái không của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, học ở cái không của xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Kiều Thi Ca, vì ý giới và tánh của ý giới là không, nên Đại Bồ Tát chẳng thấy ý giới. Vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, và tánh của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không, nên Đại Bồ Tát chẳng thấy pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Kiều Thi Ca, vì Đại Bồ Tát chẳng thấy ý giới nên chẳng học ở ý giới, vì chẳng thấy pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, nên chẳng học ở pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì chẳng lẽ cái không của ý giới thấy cái không của ý giới, vì chẳng lẽ cái không của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, thấy cái không của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Kiều Thi Ca, vì chẳng lẽ cái không của ý giới học ở cái không của ý giới, vì chẳng lẽ cái không của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, học ở cái không của pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Kiều Thi Ca, vì địa giới và tánh của địa giới là không, nên Đại Bồ Tát chẳng thấy địa giới. Vì thủy hỏa phong không thức giới và tánh của thủy hỏa phong không thức giới là không, nên Đại Bồ Tát chẳng thấy thủy hỏa phong không thức giới. Kiều Thi Ca, vì Đại Bồ Tát chẳng thấy địa giới, nên chẳng học ở địa giới. Vì chẳng thấy thủy hỏa phong không thức giới, nên chẳng học ở thủy hỏa phong không thức giới. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì chẳng lẽ cái không của địa giới thấy cái không của địa giới, vì chẳng lẽ cái không của thủy hỏa phong không thức giới thấy cái không của thủy hỏa phong không thức giới. Kiều Thi Ca, vì chẳng lẽ cái không của địa giới học ở cái không của địa giới, vì chẳng lẽ cái không của thủy hỏa phong không thức giới học cái không của thủy hỏa phong không thức giới. Hết quyển thứ 85.